chào tất cả các bạn. Và tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2019, thì bên công ty mình tiếp tục lắp đặt một cái bộ dàn âm thanh sân khấu loa Array cho anh khách hàng ở Bình Thuận. Thì như các bạn đã được nhìn thấy, đây là mẫu loa Array của năm 2019. Loa Array từ Neo nha các bạn. Một bát 40 và một loa chép. Mẫu rất là đẹp. Thì cấu hình anh ấy sử dụng thì gồm có 3 cặp loa Array 40 đơn từ Neo và chép RCF, và kèm theo đó là một cặp súp hầm 50, súp hầm từ Neo luôn nha các bạn. Về cấu hình dàn máy thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Thì anh cũng lựa chọn cho mình cái dòng cục đẩy chính hãng của IT. Thì sử dụng một cục IT 2500 Plus để đánh một cặp súp đôi, và một cục đẩy 4 kênh IT A1600 để đánh cho 3 cặp loa Array 40 đơn. Thì với cấu hình này thì còn dư một kênh nha các bạn. Dư một kênh thì có thể sử dụng đánh loa monitor, hoặc sau này có thể nâng cấp thêm một cặp Array cũng được. Đó. Và cũng đi với hai cục đẩy này thì gồm có một cái cốt số DBX260, một bộ micro UGX10 hay la mã, một bộ quản lý nguồn điện IT A8 và một cái bàn mixer Dynacon CMS1000. Lên 1 2 2 1 2 2 lên 1 2 lên 2 1 2 2 Lì 2 1 2 2 một. Có cái loa súp hầm đôi mới rồi chú mày, dừng để đổi loa súp đi rồi test luôn một lần chú mày. Lì 2 1 trái tim cháy yêu thương.
không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng. Em bên anh vẫn cô đơn, em xa anh dù gần, con tim ta như đã lại buồn xa. Một ngày nào đó nếu anh thương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá bão, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Em bên anh vẫn cô đơn, em xa anh dù gần, con tim ta như đã lại buồn.